Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về thăm và tặng quà công an xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh bàn việc thực hiện giao chỉ tiêu biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ năm 2020 trong các cơ quan tổ chức hành chính và một số nội dung quan trọng khác. Ban chỉ đạo tỉnh khảo sát về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tại huyện Văn Giang. Thất thu hàng tỷ đồng tiền thuế từ các làng nghề tại thị xã Mỹ Hào. Sôi nổi không khí tham dự liên hoan phát thanh, truyền thanh, truyền hình toàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, hôm qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ công an xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Cùng dự có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã động viên cán bộ chiến sĩ công an xã Nghĩa Trụ khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu trau dồi kiến thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức để người dân ủng hộ và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng đã trao tặng trường tiểu học Tô Hiệu 25 bộ máy tính và trường mầm non Tô Quyền 5 bộ máy tính. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến về kết quả thực hiện biên chế công chức và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng một số sở ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Phiên họp đã tập trung xem xét cho ý kiến về các nội dung kết quả thực hiện biên chế công chức năm 2019, dự kiến sau biên chế công chức lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2020 trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh, kết quả thực hiện số lượng người làm việc, dự kiến giao số lượng người làm việc lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc của tỉnh năm 2020, quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi bậc phổ thông chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh và xem xét cho ý kiến về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ giảm biên chế toàn tỉnh theo lộ trình giảm dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần phải thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước theo xu hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cần đánh giá tác động của việc thay đổi giá đất đối với doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, thay đổi bảng giá đất cần phải làm theo quy trình trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân. Sáng nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc tại huyện Văn Giang về việc thực hiện chỉ thị số 33 ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư và kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đến tháng 10 năm 2019, huyện Văn Giang có 693 doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 5 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 120 đảng viên, 24 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn, một tổ chức đoàn thanh niên và một tổ chức hội cựu chiến binh. Còn rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức đảng và đoàn thể chính trị xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hưng đánh giá cao sự đóng góp không nhỏ của doanh nghiệp tư nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa thành lập được tổ chức đảng và các đoàn thể. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện và các tổ chức thành viên phải cụ thể hóa và có lộ trình thực hiện hiệu quả chỉ thị 33/CTTU ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư và kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn. Phải có chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc
các ngành đoàn thể vào cuộc một cách đồng bộ, các doanh nghiệp tiếp tục tạo mọi điều kiện để công nhân người lao động tham gia tổ chức đảng và các đoàn thể. Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 33 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết số 35 năm 2018 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phản động. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hai nghị quyết số 33 và số 35 tại cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, trưởng đoàn giám sát yêu cầu đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai, thực hiện trên cơ sở phân kỳ trong từng giai đoạn bằng các chương trình phần việc cụ thể. Trong triển khai thực hiện, cần lồng ghép với nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo lời Bác. Đồng chí yêu cầu đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Mỗi cán bộ chiến sĩ trên cơ sở nhiệm vụ của mình, tích cực đấu tranh trên các mặt trận nhằm phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái về chủ nghĩa, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng nhau xây dựng, bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 và kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên có trên 1.500 học sinh, sinh viên. Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những kết quả và biểu dương sự cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã vượt qua những khó khăn trong bối cảnh trường mới tiến hành sát nhập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong năm học mới, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu cần tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ, phẩm chất đạo đức, đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng thế giới, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng để nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thiết kế chương trình đào tạo phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng thị trường lao động trong tỉnh. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp tỉnh trao tặng nhà trường quỹ học bổng trị giá 50 triệu đồng. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập được biểu dương và khen thưởng. Quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Một số đại biểu nêu quan điểm, việc giao kiểm toán nhà nước kiểm toán toàn bộ dự án PPP bao gồm cả vốn không phải do nhà nước đầu tư sẽ giúp cho nhà nước có thêm kênh giám sát đầu tư theo hình thức này và không làm ảnh hưởng đến sự thu hút của các nhà đầu tư tư nhân và công tác quản lý đầu tư cũng được thực hiện minh bạch đúng pháp luật. Đại biểu nhận định, PPP là dự án có tính chất công xuyên suốt, huy động vốn tư nhân đầu tư công trình công, chứ không phải đầu tư công trình tư nhân. Do đó, nên quy định thanh tra kiểm toán dự án PPP theo luật thanh tra và luật kiểm toán. Đại biểu cũng cho rằng, thực tế thời gian qua, các nhà đầu tư mới chỉ quan tâm tới những dự án giao thông mà chưa mặn mà với những dự án khác. Các cái dự án PPP hiện nay chủ yếu mới được triển khai qua cái hình thức BOT và BT, tập trung vào giao thông và một số các cái công trình phúc lợi. Còn một số lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, rác thải, mặc dù đang rất nóng bỏng, rất mong muốn các cái dự án đầu tư vào. Và nhà nước đã có chủ trương, cơ chế, PPP cũng đã mời gọi, thế nhưng mà không hiệu quả. Ở đây thì nó có một cái thực tiễn chính là các địa phương hiện nay lúng túng trong cái việc mà triển khai cái PPP theo cái hình thức BLT và BTL. Buổi chiều, sau khi nghe báo cáo tại hội trường,
Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã cây ải, cây lật đất ước đạt gần 4.900 ha. Trong đó Mỹ Hào cây ải, cây lật đất sớm nhất đạt 1.000 ha, Văn Lâm 870 ha, Kim Động 850 ha, Tiên Lữ 750 ha, Ân Thi và Phù Cừ hơn 600 ha. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông, chăm sóc theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh, đồng thời khẩn trương thu hoạch những diện tích cây vụ đông đã đến thời kỳ thu hoạch, đẩy nhanh tiến độ cây ải, cây lật đất phục vụ sản xuất vụ xuân 2020. Hiện nay, huyện Tiên Lữ cũng đang tập trung nạo vét kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Vụ đông xuân 2019-2020, huyện Tiên Lữ dự kiến nạo vét trên 110.000 mét khối của 35 tuyến kênh mương chính và hàng trăm kênh tiểu thủy lợi nội đồng. Trong đó, huyện đã phê duyệt kinh phí nạo vét gần 9.000 mét khối. Đến thời điểm này, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã nạo vét các kênh mương cửa cống hố hút được 40% kế hoạch. Huyện giao tập trung chủ yếu ở các xã An Viên và Thủ Sĩ. Bên cạnh đó, huyện đang tích cực đôn đốc người dân nạo vét các kênh tiêu thủy lợi nội đồng dẫn nước vào mặt ruộng. Huyện phấn đấu hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 để kịp thời lấy nước đổ ải, phục vụ tốt kế hoạch sản xuất. Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền tăng cường gia quân và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tuy nhiên, việc tự giác nộp thuế của các cá nhân, hộ gia đình tại các làng nghề tại thị xã Mỹ Hào vẫn là một điều khó khăn và gây thất thu lớn cho ngành thuế. Hiện làng Mộc Mỹ Nghệ, xã Hòa Phong có trên 1.500 hộ sản xuất, chiếm trên 54% số hộ dân trong xã. Tuy nhiên, từ khi áp dụng Nghị định 139 và Thông tư 302 năm 2017, những hộ cá thể phát sinh thuế một bài sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu doanh thu trên 100 triệu đồng một năm. Hai năm qua, toàn xã chỉ có hơn 10 hộ thuộc diện doanh thu hơn 100 triệu đồng nộp thuế. Nhưng nhiều hộ thì ngay cả lệ phí môn bài thu một lần trong năm cũng không nộp, thậm chí không nghĩ là mình phải nộp. Bên mình thì mở cơ sở này được khoảng 5 năm, chủ yếu là sản xuất mua về làm công thợ, cho nên là cũng chưa không phải nộp thuế. Chủ yếu là bán cho mấy anh em quanh ở đây ấy, cho nên không cần phải hóa đơn. Mình đây mình lao động tự do thì mình nghĩ là cũng không phải nộp. Cái điểm có rất là khó khăn mà đến giờ chúng tôi không thực hiện được, đó là các cái hộ cá thể cũng như các cái lao động nghề mộc ở địa phương là sản xuất cái đồ mỹ nghệ, chủ yếu là làm thuê cho các cái doanh nghiệp bên Đông Giao. Hai nữa là cái một số cái cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng thì nguyên liệu chủ yếu là lấy ở các cái doanh nghiệp gỗ như là bên Nưng Điền. Do đó cái việc triển khai thu thuế cũng rất là khó khăn vì nguyên liệu đã mua thì đã chịu thuế rồi. Điều này cũng xảy ra tương tự tại hai làng nghề Tương Bần, phường Bần Yên Nhân và làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử. Hiện cả phường Bần Yên Nhân có 30 hộ buôn bán sản xuất tương bần, tuy nhiên chưa có một hộ nào đóng thuế. Làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi có khoảng 10 hộ quản lý nộp thuế trên tổng số hơn 100 hộ sản xuất, đặc biệt các hộ đều lấy lý do là đi làm thuê cho các chủ cơ sở hoặc mua lại các sản phẩm về bán, chứ không phải là người trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh thu thực tế của các hộ sản xuất kê khai đều khá thấp. Điều này khiến cơ quan thuế gặp khó khăn trong việc quản lý các hộ cá thể nộp các loại thuế như lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường. Vướng mắc khó khăn thứ nhất của chúng tôi là cái việc hộ kinh doanh là những hộ mà chuyên đục thuê cho làng Đông Giao bên cạnh. Mà Đông Giao thì lại thuộc về thành phố Hải Dương. Thế một bên thì đã quản lý, một bên thì lại không quản lý. Hoặc như là cái làng nghề đối với ở làng Đan vừa rồi là cũng có liên ngành của thị xã Mỹ Hào về kiểm tra về việc hoạt động môi trường cũng như việc quản lý thuế đối với những cái hộ kinh doanh này. Cái vướng mắc là ở chỗ họ chỉ là mua bán phế liệu, thế trên là cái việc quản lý cũng là khó khăn. Việc nhiều hộ cá thể không đăng ký kinh doanh, mua bán hàng hóa không hóa đơn,
hoặc khai báo doanh thu hàng năm thấp hơn nhiều so với thực tế đã khiến cơ quan quản lý thuế gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý thuế. Đồng thời, đây cũng là lý do gây thất thu hàng tỷ đồng mỗi năm tiền thuế tại các làng nghề trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình toàn tỉnh là hoạt động được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức hàng năm, là dịp để đội ngũ những người làm báo hình, báo nói từ tỉnh đến cơ sở học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nhằm nâng cao công tác chuyên môn, góp phần tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan lần này, các đơn vị đã chuẩn bị nhiều đề tài hay, cách nhìn mới để mang đến những tác phẩm chất lượng nhất. Ngay từ khi nhận được công văn triển khai liên hoan phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, các phóng viên của Đài Truyền thanh huyện Văn Giang đã chủ động lựa chọn nhiều đề tài hay, phản ánh đúng tình hình của địa phương để thực hiện các tác phẩm dự thi. Chủ đề xuyên suốt trong kỳ liên hoan mà Đài Truyền thanh huyện Văn Giang mang đến kỳ liên hoan lần này chính là cái quá trình Văn Giang thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó thì là cái việc mà khái quát lên những cái nét chủ yếu của Văn Giang sau 20 năm huyện nhà được tái lập. Đặc biệt, kỳ liên hoan năm nay có sự đổi mới khi màn tổ chức đã có thêm phần thi phát thanh trực tiếp đối với các đài cơ sở, tạo điều kiện cho các phóng viên có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các kỹ năng khi làm chương trình trực tiếp. Tại các đài truyền thanh của các xã trên địa bàn tỉnh, mặc dù phải kinh nghiệm rất nhiều công việc nhưng vẫn cố gắng mang đến liên hoan những tác phẩm mang màu sắc, hơi thở cuộc sống của địa phương mình. Nhận được công văn của Đài Truyền thanh thị xã cũng như Đài Truyền hình tỉnh thì chúng tôi đã khắc phục những khó khăn, xây dựng những tác phẩm đi sâu đi sát với cuộc sống của nhân dân. Tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, không khí tham gia cũng rất sôi nổi. Nhiều phóng viên trẻ đã mạnh dạn tham dự nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại như phóng sự phát thanh, phóng sự dài truyền hình và phóng sự ngắn truyền hình. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các phóng viên sẽ mang đến kỳ liên hoan năm nay những tác phẩm có chất lượng tốt nhất, phản ánh đúng hơi thở của cuộc sống. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cừ vừa tổ chức triển lãm mỹ thuật khối trung học cơ sở lần thứ 2 năm 2019. Tham gia triển lãm năm nay có 230 tác phẩm mỹ thuật gồm tranh vẽ và mô hình của các em học sinh 15 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Cừ. Các tác phẩm có chủ đề về gia đình, thầy cô, mái trường, ngày lễ 20 tháng 11, cảnh làng quê và các di tích lịch sử. Hầu hết các bức tranh được thực hiện trên chất liệu giấy, sử dụng màu nước, chì màu. Với các tác phẩm tạo hình, các em đã biết tận dụng những vật liệu có sẵn như hạt ngũ cốc, hoa lá khô để thể hiện ý tưởng của mình. Triển lãm không chỉ là sân chơi bổ ích, thú vị, giúp các em học sinh thể hiện năng khiếu vẽ, khả năng sáng tạo và cảm thụ cái đẹp. Ban tổ chức triển lãm đã chọn ra 31 tác phẩm xuất sắc để công nhận đạt giải cấp huyện. Ngày 18 tháng 11, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức đêm chung kết hội thi Nữ sinh Tài năng Duyên dáng năm 2019. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua vòng sơ khảo, 10 thí sinh xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết với các phần thi như trình diễn trang phục áo dài, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi tài năng. 3 thí sinh có số điểm cao nhất được lựa chọn tham gia thi ứng xử. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao danh hiệu Hoa Khôi cho thí sinh Vũ Thị Huệ, khoa sư phạm. Ngoài ra, còn nhiều giải phụ như thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất, thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, thí sinh được yêu thích nhất trên mạng xã hội, thí sinh tài năng nhất, thí sinh có gương mặt khả ái và thí sinh có mái tóc đẹp nhất. Thưa quý vị và các bạn, 20 năm đứng trên bục giảng cô giáo Trần Thị Kim Thanh, bộ môn mỹ thuật, trường tiểu học Lương Tài huyện Văn Lâm không chỉ có nhiều việc làm giúp đỡ học sinh khó khăn mà còn là điển hình trong phong trào đổi mới phương pháp dạy và học. Đối với em Vũ Thị Hà lớp 4A, góc học tập với chiếc bàn học mới được trang bị đầy đủ đèn học giá sách là một thiên đường nhỏ. Đây là những món quà được cô Trần Thị Kim Thanh vận động các nhà hảo tâm trao tặng. Cô Thanh là một cô giáo dạy rất giỏi và cô có tấm lòng rất nhân hậu và cô đã giúp gia đình con rất nhiều.
Mỗi năm có hơn 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Lương Tài nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cô Thanh. Không chỉ ủng hộ tiền của, cô Thanh không quản ngại vất vả, tích cực xin tài trợ từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền quyên góp được lên tới gần 100 triệu đồng, tặng hơn 20 xe đạp và nhiều phần quà có giá trị từ 500.000 đến 2 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán và năm học mới. Không chỉ vậy, cô Thanh còn tham gia hiến máu nhân đạo trong nhiều năm liền. Tôi luôn nghĩ là một người có tấm lòng nhân ái thì luôn luôn sẽ làm được mọi việc. Chính vì vậy mà tôi bỏ qua mọi cái suy nghĩ và mọi điều tiếng người ta nghi ngờ, quyết tâm để đi xin các nguồn từ các cơ quan cũng như là các cá nhân. 20 năm gắn bó với trường tiểu học Lương Tài, với lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ, cô Thanh luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, các kỹ thuật dạy học mới, tự làm thêm đồ dùng học tập để mỗi giờ học thật sự hấp dẫn và bổ ích, khiến học sinh hứng thú, yêu thích, không có tâm lý học môn phụ. Cô giáo Trần Thị Kim Thanh là một giáo viên có trình độ chuyên môn sư phạm tốt, năng nổ, nhiệt tình trong công tác. Cứ nhắc đến cô Thanh là các phụ huynh cũng rất là yêu quý và tin yêu. Đặc biệt đến giờ mỹ thuật của cô Thanh thì các em rất là thích thú. Sự nỗ lực cố gắng của cô Thanh không chỉ được đánh giá cao mà còn góp phần truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai, tức ngày 17 và 18 tháng 11, tại huyện Yên Mỹ đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại chỗ. Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 13 giờ 20 phút ngày 17 tháng 11, anh Đào Đức Chính sinh năm 1992, trú tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 89C04568 đi trên tỉnh lộ 376 theo chiều từ Yên Mỹ đi Ân Thi. Khi đến địa phận thôn Hoan Ái, xã Tân Việt thì va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 89M117672 do ông Đặng Quang Lục sinh năm 1957, trú tại xã Đồng Than đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, ông Lục tử vong tại chỗ. Vụ thứ hai xảy ra vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11 tại km 7+400 quốc lộ 39. Xe ô tô mang biển kiểm soát 89C19758 đi theo chiều phố đối, thành phố Hưng Yên do anh Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1992, trú tại thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Quái Châu điều khiển, đâm vào xe mô tô đi ngược chiều mang biển kiểm soát 98B302532 do anh Bùi Văn Trung, sinh năm 1967, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Trung tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông thứ tư làm 4 người chết xảy ra trên địa bàn huyện Yên Mỹ trong vòng 10 ngày qua. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông không đi đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.